Trẻ em Mễ Tây Cơ cầm vũ khí trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Giáo hội tại Mễ Tây Cơ bày tỏ lo ngại vì trẻ con phải học cách sử dụng vũ khí để bảo vệ cộng đồng của các em. Ở trung tâm của bang Guerrero đầy bạo lực, việc học sử dụng vũ khí bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Ở làng Ayahuantepa, dưới chân một ngọn đồi cây cối rậm rạp, sân bóng rổ là nơi tập luyện cho những thanh niên từ 5 đến 15 tuổi này. Những đứa trẻ tập luyện với súng trường và súng ngắn hoặc vũ khí giả ở các vị trí khác nhau trong vài giờ mỗi tuần. Vị trí số 3. Bernardino Sanchez, một thành viên của lực lượng dân quân, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh của 16 ngôi làng trong khu vực Guerrero, hét lên trong khi huấn luyện cho các trẻ em. Guerrero là một trong những vùng nghèo nhất và bạo lực nhất của Mễ Tây Cơ và là một trong những nơi có tỷ lệ giết người cao nhất đất nước vì các cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy để cạnh tranh với nhau trong việc buôn bán thuốc phiện và cần sa. Trước sự thờ ơ của chính quyền, 600.000 người đã tự nguyện tham gia lực lượng dân quân chống tội phạm có tổ chức, họ bao gồm cả trẻ em. Theo lệnh của Sanchez, những người trẻ tuổi thực hiện một cuộc diễn tập và nhào xuống đất trong một đám mây bụi, với những khẩu súng trường nhằm vào một kẻ thù tưởng tượng. Đối thủ của họ có thể là tưởng tượng trong các cuộc tập trận, nhưng bạo lực của các băng đảng ma túy hoành hành trong khu vực là quá thật. Một tuần trước, 9 người đàn ông và một đứa trẻ đã bị bắt cóc và tra tấn, và thi thể cháy đen của họ được tìm thấy bên trong hai chiếc xe tải của họ dưới đáy một khe núi. Các nhà chức trách Mễ Tây Cơ ngay lập tức nhận ra đó là hoạt động của băng đảng Los Adilos địa phương, nhưng không có bất kỳ hành động nào chống lại nó. Bực tức vì sự thờ ơ của chính quyền, các nhà lãnh đạo của các cộng đồng trong khu vực, bao gồm cả Ayahuantepa, đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề và dạy con họ bắn súng.